Xin chào tất cả mọi người, Xuân Tùng đang có mặt ở khu Lăng Bác các bạn ạ. Đó, Xuân Tùng mới vào này, ở phía sau đó là cái nhà kiểm tra an ninh. Như trước khi chúng ta vào khu vực tham quan này, chúng ta cần bước qua cổng kiểm tra an ninh các bạn ạ. Đó, phía ngoài cổng đường xa xa kia là sẽ có người canh gác ngoài đó nhé. Đây, và đây là phía sau đó chúng ta sẽ đi vào thăm Lăng Bác các bạn ạ. Ôi, xin mời các bạn đi thăm Lăng Bác cùng với Xuân Tùng nha. Chúng ta cùng đi nào. Ở đây là khu vực quảng trường, chúng ta sẽ tiến vào khu lăng các bạn ạ. Hôm nay thì thời tiết Hà Nội hơi lạnh. Ồ, mình có mỗi một cái áo khoác thôi, lạnh run rồi các bạn ơi. Ở đây là nằm trên đường Hùng Vương nha các bạn. Ở đây có một khu tham quan này. Mình sẽ qua tham quan khu vực lăng và quảng trường trước lăng trước nha, rồi sẽ vòng lại. Bên đây là lũy tre này. Đó. Hai bên Lăng Bác có trồng lũy tre làng các bạn ạ. Khu quảng trường ở đây khá là rộng. Oh, lạnh quá. Ở vẫn là một số khách du lịch nước ngoài, Việt mình đi cũng ít. Ở đây thì có vẻ ngày mọi người vào đây cũng yên tâm với dịch corona các bạn ạ. Cái nhất là như với những người nước ngoài thì họ không có thể đeo khẩu trang, còn mình thì lạnh quá mình đeo khẩu trang. Đây là đường phía ngoài này, phía lăng nhìn ra các bạn. Có những đoàn khách nước ngoài tới là tham quan Lăng Bác các bạn. Đó, đây là khu vực phía lăng nhưng mà các bạn. Chúng ta đang đi qua trước lăng này. Xuân Tùng cũng đang đứng lại đây để chụp một vài bức hình làm lưu niệm các bạn ạ. Trang nghiêm để canh gác này. Ở đây là cột cờ. Đó, mọi người đang tập trung mà để tham quan. Ở phía bên hông, bên hông lăng chủ tịch là có đường đi vào chùa Một Cột các bạn ạ. Mình sẽ đi tham quan chùa Một Cột nhá. Ô, bảo tàng hôm nay thì đâu có mở cửa hả? Ở phía trên là bảo tàng các bạn ạ, bảo tàng Hồ Chí Minh. Đó. Ở đây có hồ cá này. Đây là bảo tàng Hồ Chí Minh. Đây là chùa gì? Nước mưa sao hồ cá đầy hơn nước bên ngoài thôi. Có nhìn thấy con cá nào không? Hả? Ở đây là hồ cá. Cá họ trồng cái gì đấy? Trồng thanh long lên luôn ạ. Mình đang tiến vào chùa Một Cột các bạn.
Đây có các bạn thông báo này, có chanh nhân quả các bạn. Đây là ngôi chùa Một Cột nổi tiếng ở Hà Nội nha các bạn, ở ngay phía sau Lăng Bác. Đó, một số chú cá vàng. Mọi người đang đi thắp hương chùa Một Cột các bạn. Vậy là Xuân Tùng cũng đã thỏa lòng mong ước đi một vòng mà tham quan Lăng Bác và chùa Một Cột các bạn ạ. Giờ thì Xuân Tùng xin dừng clip tại đây nha các bạn. Các bạn nhớ đăng ký để ủng hộ cho Xuân Tùng nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở những hành trình tiếp theo. Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại.